Vụ đông năm nay, các địa phương trong tỉnh có kế hoạch gieo trồng 22.500 ha cây rau màu các loại. Do ảnh hưởng của bão số 8 gây mưa to gió lớn đã làm gãy đổ, ngập úng cục bộ gần 5.000 ha cây rau màu đã gieo trồng sắp đến kỳ thu hoạch. Sau cơn bão, bà con nông dân các địa phương đã nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão, phục hồi khả năng sinh trưởng của diện tích cây bị ngập úng. Các địa phương tập trung bơm tháo gạn tiêu úng kịp thời diện tích bị úng ngập trong nội đồng, không để nước đọng vũng trên mặt ruộng, lên cao luống, vét rãnh nhanh chóng tiêu thoát nước, thu dọn tàn dư thân lá, tuyệt đối không bón bất kể loại phân bón nào. Khi trời nắng trở lại, tiến hành xới sáo phá váng. Khi cây rau màu đã phục hồi hoặc ra lá mới, tiến hành các biện pháp chăm sóc. Để giúp bà con nông dân khắc phục hạn chế tác hại của mưa bão trên cây rau màu vụ đông, kỹ sư Tống Duy Đạo, chuyên viên của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Giang chia sẻ một số kinh nghiệm như sau. Để giúp cho bà con có những biện pháp chăm sóc cây sau mưa bão hợp lý thì chúng tôi có một số những cái lưu ý sau đây. Thì đối với cây vụ đông là những cây ưa ẩm, tuy nhiên là những cây không có chịu được điều kiện ngập úng. Thì sau mưa bão thì bà con cố gắng rút nước ở những cái ruộng bị ngập úng và tiến hành phơi mặt ruộng và kết hợp với biện pháp là xới sáo mặt đất để giúp cho bộ rễ phát triển. Thứ hai là trong cái giai đoạn này, bà con không bón hoặc là không phun các loại phân bón lá có chứa đạm cho đến khi bộ rễ phục hồi. Giai đoạn này thì bà con ưu tiên sử dụng các loại chế phẩm có tác dụng điều hòa sinh trưởng, kích thích bộ rễ phát triển. Thứ ba là do có gió rất là lớn cho nên là phần lá bị gãy, bị dập, bị xước. Đây là cái điều kiện rất là thuận lợi để cho các đối tượng như là nấm bệnh và vi khuẩn xâm hại. Do đó trong giai đoạn này bà con nên chủ động tiến hành kiểm tra thăm đồng ruộng và kịp thời phát hiện ra các đối tượng này sớm để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Xin chúc bà con thành công. Như vậy, để hạn chế tác hại của mưa bão trên rau màu vụ đông, bà con nông dân cần khẩn trương tiêu thoát nước đọng trên mặt ruộng, xới sáo phá váng, loại bỏ sạch tàn dư thân lá gãy dập, thường xuyên kiểm tra phát hiện phòng trừ kịp thời nấm bệnh có thể phát sinh gây hại, đảm bảo năng suất chất lượng nông sản khi thu hoạch.